cả các bản kinh xem cách 24 giờ. Honda Blade độ nhẹ nhàng với dàn đồ chơi nhẹ và biển số siêu đẹp. Với dáng vẻ thể thao gọn gàng cùng mức giá bán đẹp lý, Honda Blade là mẫu xe số thông của hãng xe Nhật Bản, mang thiết kế duy trì những nét cơ bản từ dòng quay 110, nhưng tối ưu hóa cái sự thoải mái và tiện dụng khi ngồi điều khiển. Blade độ nhẹ nhàng với dàn đồ chơi và biển số siêu đẹp. Chủ nhân chỉ muốn thay đổi lại một số chi tiết, nhưng vẫn không muốn mất đi vẻ đẹp nguyên bản của dòng xe này, và những thay đổi nhẹ nhàng như hệ thống phanh đĩa, tay thắng heo dậu vân. Đầu tiên trong bản độ này ta phải nói đến cái phần tay thắng CIC có 6 nấc tăng đưa và tích hợp khả năng chống gãy. Heo dầu zin nguyên bản được biến tấu lại thành heo Nissin, logo nói 2 bit đi liền cùng dây dầu SBS. Cái đĩa băng kim, lòng đĩa CC, tất cả được cố định bằng các chú ốc kiểu với một cái màu bạc sang chảnh. Dàn chân trở nên nhẹ nhàng hơn, sang chảnh hơn với cái đèn nhôm SL. Và điều đáng chú ý nhất ở đây chính là phần biển số thứ 7 siêu đẹp, giúp cho xe tăng thêm cái sự đẹp trai. Quay 110 độ nhẹ với cặp buộc sau giá rất đắt. Tới hiện nay phần lớn những chiếc quay thái vẫn đang còn trong tình trạng hoạt động rất tốt, nhưng có vẻ ngoài lão hóa theo thời gian, và để chiếc quay 110 của mình trở nên đẹp mắt hơn, mà Baker dọn lại rất nhiều phụ tùng thay thế. Khoác trên mình cái màu đen lịch lãm kết hợp cùng dàn chân thon gọn, với cặp phục là dòng sản phẩm đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đầu tiên chiếc xe hộ này ta phải nói đến cái cụm công tắc Hinowis rất nhiều màu sắc, kết hợp cùng cặp kính kiểu Smilit đang rất hot trong những loại kính kiểu hiện nay. Cụ dẹp CNC được titan hóa một cách đầy tinh tế. Dàn chân chỉ nên sáng chói hơn nhờ cái đèn nhôm LED. Ngoài ra còn có đĩa LS, chú heo dầu zin được cố định bằng hai chốt rô ti. Ngắm nhìn từ phía trên ta thấy được ti thầm nhớt rô ti. Góc nhìn hai bên với cặp buộc Tekawa có giá trị liên thành mà nhiều người chỉ dám mơ ước thôi. Khoe tí xíu biển số bị, khoe một tí xíu phần biển số, chiếc cặp số là dễ nhìn. Cảm ơn bạn đã xem video clip, nhớ like, subscribe.